Hello tất cả anh em, và hôm nay mình sẽ tiếp tục mang tới cho các em game CS:GO, một cái game mà trên CH Play hay là App Store đều không có. Game này nó đã bỏ hết hoàn toàn. Bây giờ mình tiếp tục mang về cho em một cái bản mod cực kỳ hấp dẫn và chơi đồ hả, cực kỳ cuốn bánh chuối luôn nha anh em. Xung mod phun tất cả những vũ khí VIP nhất, skin đẹp nhất, tất cả những loại súng luôn, và phun tất cả những map chơi, rất là nhiều map hấp dẫn và chơi chế độ rất là đã trong trong này cho anh em. Đây, bây giờ mình đang review sơ qua coi tất cả những cái loại súng cho anh em thấy. Đấy, nãy giờ toàn là những cái súng khun ngầu không. Full skin súng này, thử súng tẹt ga nha, những cái súng thật là bá đạo. Và anh em cần phải chú ý xem kỹ video này để chút xíu nữa để biết cách chơi nha, chứ nó hơi lằng quằng, khó chơi đấy. Và chơi thì cực kỳ mượt nha anh em, hỗ trợ tất cả những thiết bị máy Android. Đây, đây mình tiếp tục, mình sẽ đi sơ qua vài cái súng thôi, chứ còn nó có hàng trăm hàng dao, súng dao rồi lựu đạn lung tung phèn trong đây, mình không có review hết được, nên mình sẽ đi nhanh cho anh em những thấy sơ qua những cái súng, những cái skin đẹp đẹp đấy. Trong đây có rất là nhiều súng mà mình sẽ không đi hết cho anh em, mình cứ bấm một hồi là nó một cái trên cái hàng súng, anh em cứ bấm vào là thì nó ra hoài súng, rất là nhiều súng rồi đó, rất hấp dẫn. Map thì quá trời map trong này cho anh em chơi luôn, từ tất cả thể loại súng AK cho đến Zenith, súng shotgun vân vân mây mây, rất là nhiều súng. Chút xíu nữa mình sẽ hướng dẫn cho anh em cài đặt và cách chơi để tùy chỉnh những cái game này để chơi một cách tốt nhất, chứ không là anh em không coi kỹ là anh em là vô hỏi là mệt nữa. Rồi, đây là mình đang ở review súng thôi. Đấy. Cho anh em coi những cây bá đạo. Nó bắn pháp nào là hấp dẫn pháp đó, cầm cái súng trên tay ghiền liền. Cộng với cái đồ họa cực kỳ siêu nét, nó dung lượng nó không có nặng nên nha em, chỉ có vài trăm mê thôi, thì tất cả những thiết bị Android thì bây giờ thì dư sức để căng cái game này. Quá đã, quá nhiều súng, quá bánh kẹo. Đây, đó mình chỉ review sơ thôi, còn bây giờ mình sẽ tiếp tục vào chơi vào một cái map. Ở trong này có rất là nhiều map nha anh em, chứ không phải một map đâu, mỗi map nó có những cái địa hình khác nhau và đòi hỏi những kỹ năng bắn anh em cũng khác nhau. Rồi đây, đây đấu theo team nó có nhiều chế độ chơi nha, đấu theo team hoặc là đặt bom, gỡ bom vân vân. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với cây snip cánh chim màu hồng nam tính. Wow, snip cánh chim màu hồng nam tính, nhiều cây snip đẹp đó nha anh em, chứ không phải một cây này đâu, rất là nhiều snip, rất là nhiều súng trong này cho anh em vô cứ tải về và lựa chọn súng chơi thôi. Chúng ta sẽ đến với cây AK full gold, AK full mã vàng nha anh em, quá đã. Và bản này anh em nhớ chú ý nha, chút xíu nữa anh em chú ý hướng dẫn cách cài đặt là chơi không được đâu, và những cái cài đặt của nó anh em cần phải chú ý xem hết kỹ video để biết cách cài nha anh em. Bây giờ thì mình vọc những cây súng sơ sơ lượt qua sơ đẳng chút xíu, những cây súng bằng vải. Đó, những cái skin của nó đấy. Rồi, ở cái phần này cho anh em cần phải chú ý nè. Ở trên màn hình, ở trên góc phải hay góc trái màn hình đó, anh em chọt vào thì nó sẽ có những cái setting như thế này. Đây là một cái bản chơi offline nhưng mà phải cần có mạng nha anh em. Có nghĩa là tùy chỉnh trong này tiếng Anh, tùy chỉnh vũ khí, tùy chỉnh mọi thứ, muốn có bao nhiêu vũ khí trong này trong trận đấu. Còn cái độ khó này rất là quan trọng nè, cái độ Discovery nè, Easy, Normal, Hard nè. Anh em mình chỉnh hard hay là khó thì rất khó, ở dưới dòng dưới này rất khó, dòng trên là khó, còn dòng normal là bình thường, easy là dễ. Anh em nên luyện chỉnh từ chơi từ normal thôi nha. Mình mà chỉnh lên cái hard khó là mình chơi cực kỳ, nó bắn còn hơn người nữa. Quá là vừa lầu đầu ra là chết, khó ăn lắm. Rồi, cái đó chú ý cái chỗ đó để chỉnh nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cài game này. Hai cái file đó anh em tải hai file về. Cài đặt file APK như bình thường, cài đặt xong đừng mở nha. Đóng luôn. Xong đó chúng ta sẽ giải nén cái file data ra. Giải nén ở đây luôn nha. Đó, tải hai cái file thôi, APK và cái data thôi. APK về thì anh em cài đặt. Còn data thì phải giải nén ra đã. Đó, giải nén là cái được cái file trên đây này, cái file trên đây nha. Một file trên này thôi. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu copy vào file data. Copy vào, kiếm vào bộ nhớ máy tới thư mục Android. Đó. Mở bộ nhớ máy ra tới thư mục Android nha. Sau đó các bạn vào thư mục data, rồi các bạn sẽ paste dán nó vào đây. Đó, dán vào đây. Nếu nó hiện lên cái gì mà thông báo mà như thế này thì anh em cứ tích cái này làm theo mình.
còn không hiện lên thì không sao ha, nếu anh em chưa chơi lần nào thì nó sẽ không hiện đâu. Rồi đây là bản mod phun hết tất cả súng và map nha, chơi cực kỳ bá đạo. Rồi sau đó chúng ta sẽ bắt đầu mở game lên tận hưởng nha. Mở game lên thì bắt đầu nó sẽ chạy, chờ nó chạy chút xíu để cho nó tải dữ liệu một chút xíu nữa là xong. Anh em cứ để mặc định như thế này nha, đó cái để mặc định đừng có tùy chỉnh gì nha, tùy chỉnh là cài đặt lại từ đầu á. Rồi chúng ta bắn lao game. Lao game thì vào đây anh em có, nó có cái mục multiplay nhưng mà hình như chưa chơi được. Bây giờ chúng ta sắp tới nó sẽ cho chơi. Vào đây là cài đặt nè, đồ họa nè, máy mạnh thì anh em tích chọn những cái này lên. Đấy, ở dưới này là audio video và vân vân. À, cái tút này quan trọng nha, chúng ta chơi màn hình cảm ứng thì chọn vô cái này, chọn vô cái này editor. Đó anh em coi không kịp thì tua lại. À, cái này là để tùy chỉnh cái nút, tùy chỉnh nút bắn á, nút bay nhảy cho nó vừa với cái tay anh em. Cái này có thể chơi là chơi game 4 ngón luôn á, hoặc là 2 3 ngón thì anh em tùy chỉnh ở cái khung này. Còn hai cái khung xanh khung dưới này anh em phải đưa lên đưa xuống gì đó tùy chỉnh cho nó kết hợp ra lựu đạn nha. Bấm hai cái ba cái ra lựu đạn, văng văng lựu đạn. Rồi chúng ta sẽ bấm vào cái click game và bắt đầu chọn map trong này và chơi thôi nha anh em. Đó, coi kỹ lại nha, anh em mà con kịp coi kỹ lại.